Hello, hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn nghe thấy nói chưa? Ok, cảm ơn thầy đã nhận được các cái tín hiệu của các bạn rồi. Chắc là mình sẽ đợi các bạn khác một chút nhé. Thì khoảng 1-2 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Một vòng là tận tận 3 ngày nữa thầy. Ơi sao cơ? Bạn Hoàng Bảo vừa hỏi thầy à? Hoàng Bảo Trí. Là cái phần đầu đó là thời gian từ 3 tận 3 ngày nữa thầy. Thầy chưa nghe rõ câu hỏi đó, con có thể chat cho thầy không? Đâu phải Ở bên cạnh, ở phần ở phía bên menu bên phía bên tay phải của các con ấy, có một cái dãy mà có phần chat, các con có thể chat ở đấy, thấy chưa nhỉ? rồi thầy, Cảm em ơn không quen chữ viết tắt đó nha thầy. con. Là sao con cứ viết đi, có gì thầy hỏi lại sau nhá. Rồi, phần trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ được phát live stream cho tất cả các bạn khác mà không ngồi ở đây có thể được xem và được nghe. Do vậy là lát nữa các bạn có các cái ý kiến thắc mắc gì thì nhớ là hỏi nhiều lên để còn đại diện cho các bạn khác hỏi nữa nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn ở trên live stream đang chào chúng ta quá trời. Nào, các bạn ơi, các bạn đang ngồi ở trong phòng class của thầy thì các bạn có thể mở camera lên không? Thầy muốn được nhìn thấy gương mặt các bạn và tương tác cùng với thầy. Thầy chúng ta đang là hình một lớp học đúng không? Rồi, chào Khánh Hân, chào Bảo Trí, chào Hoàng Nam, chào anh Thư, chào Huỳnh Châu và tất cả các bạn khác đang xem live stream. Hello Nhật Nam, Bảo Như này, Bảo Trân, Bích thế nào nhỉ? Chúng ta đang trong khuôn khổ chương trình tổ chức chương trình cuộc thi Code Kitten lập trình viên nhí với chủ đề đó là Bình Dương quê hương trong em. Thì với chương trình này chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái cơ hội để có thể làm quen với một cái phần mềm lập trình hoàn toàn mới, đó là Code Kitten. Và với phần mềm này thì các bạn sẽ có thể tìm hiểu những kiến thức về lập trình, khoa học máy tính và tăng cường cái tư duy logic của mình. Từ đó phát triển ra được những cái sản phẩm là game, sản phẩm là phần mềm phục vụ học tập hay là giải trí. Và tùy theo ý tưởng của các bạn thì các bạn cũng sẽ có rất là nhiều những phần mềm khác có thể xem. Thầy ơi, bạn Bảo Trí hỏi là thầy ơi thời 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 gian R1 R1 là gì? Round 1 hả? Round 1 là 3 ngày lận ạ. À. Rồi ok, bạn Anh Khoa sẽ theo chị hỏi là dạ rồi đang chờ thầy sao mà lâu vậy thầy khi nào bắt đầu? Rồi ok thầy Bảo Trí ơi con để ý nhá. Thì round 1 vòng 1 của chúng ta thì con nhìn thấy này là sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 cho đến ngày 15 tháng 12, tức là chúng ta có 3 tháng để chuẩn bị sản phẩm và nộp và nộp sản phẩm chứ không phải là 3 ngày nhá. Chúng ta có 3 tháng lận đấy. Các bạn nếu mà chưa rõ về thể lệ cuộc thi thì có thể lên website là bình dương.codekitten.vn để có thể xem về cuộc thi nhá. Chi tiết đều có ở trong đấy hết rồi đấy. Giờ về chủ đạo chủ yếu trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm việc cùng với nhau để tìm hiểu về cách sử dụng một cái ngôn ngữ lập trình hoàn toàn mới, đó là Code Kitten. Ok, bây giờ tất cả các bạn đã sẵn sàng máy tính kết nối internet ở đây chưa? Rồi Dạ rồi. ok, Code Kitten là một ngôn ngữ lập trình ở dạng kéo thả và các bạn chỉ cần sử dụng được trình duyệt web là có thể vào được Code Kitten rồi. Tuy nhiên
Rồi thầy sẽ tắt mic bạn Hương Giang vừa vào. Hương Giang lại có nhạc ở đâu đấy? Hương Giang ơi, lát nữa nếu như mà con muốn giơ tay phát biểu thì con nhấn vào cái nút giơ tay lên bảng ở góc bên phải ở dưới nha. Rồi ok. Tuy nhiên thì nếu như các bạn sử dụng trình duyệt web ở trên điện thoại thì thầy sẽ thấy là trình duyệt web trên điện thoại cũng sẽ hiển thị bằng giao diện Code Kitten nhưng rất là bé và các bạn sẽ rất là khó thao tác kéo thả được. Vì vậy thầy recommend các bạn là sẽ sử dụng trình duyệt web ở trên ít nhất đó là iPad, tức là máy tính bảng, hoặc là tablet cũng là một dạng máy tính bảng trở lên, và khoảng chừng 12-13 inch trở lên thì chúng ta mới có đủ cái diện tích để các bạn thao tác được ở trên Code Kitten nhé. Máy tính bảng hoặc là laptop hoặc là máy tính cây ở nhà, ok chưa? Rồi chúng ta sẽ tức sẽ bắt đầu. Rồi có bạn Bùi Anh Khoa lớp 4.9 nôn lắm rồi, cứ dùng lắm để rồi. Bắt đầu. Cứ dùng để bắt đầu. Bạn nào đang đang bị vọng tiếng này. Ok ok, nào các bạn ơi thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Bây giờ thầy sẽ share màn hình cho các bạn. Các bạn sẽ cùng bật. Đợi một xí. Ok, các bạn đã nhìn thấy trình duyệt của thầy chưa ta? Các bạn đang xem live stream nữa. Tất cả đều nhìn thấy rồi đúng không? Thầy đang ở trên giao diện của cuộc thi Code Kitten lập trình viên nhí với chủ đề Bình Dương quê hương trong em. Và ở trên giao diện này thì thầy sẽ điểm lại qua thể lệ một chút. Có cần không nhỉ? Thầy nghĩ là thôi nhá. Thầy nghĩ là thôi nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào luôn codekitten.vn. Đầu tiên để truy cập vào trình làm quen với lại là giao diện lập trình, chúng ta sẽ cần phải vào website codekitten.vn. Các bạn ơi, các bạn đã đăng ký được tài khoản ở trên trang codekitten.vn chưa nhỉ? Bạn nào đăng ký rồi thì comment cho thầy biết nhé. Các bạn đang xem livestream và kể cả các bạn đang trực tiếp trong cùng class in thì các bạn có thể chia sẻ với thầy bằng lời luôn. Bạn nào đã đăng ký rồi nhỉ? Khánh Hân đăng ký chưa? Chưa à? Rồi, Bảo Trí đăng ký chưa? Chưa đăng ký. Rồi, Hoàng Nam đăng ký chưa? Bỏ em đăng ký. Ok các bạn ơi, thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký trước nha. Đầu tiên để mà đăng ký được thì các bạn sẽ quan sát để giờ thầy xuất cái tài khoản thời gian. Ở trên giao diện Code Kitten có một cái nút tính từ bên phải sang thì có nút là đăng nhập và đăng ký. Với tất cả các bạn chưa đăng ký thì các bạn sẽ nhấn vào nút đăng ký trước. Sau đó sẽ điền thông tin họ và tên chính xác của mình và số điện thoại của mình vào nhé. Với cái thông tin về số điện thoại thì đã có đầu 84 rồi, các bạn sẽ bỏ số 0 đi và chỉ điền những chữ số sau số 0 trong số điện thoại của mình thôi. Ví dụ số điện thoại của thầy là 016 gì đó thì thầy sẽ chỉ điền là 16 ABCZ đằng sau thôi nhé. Ok các bạn, phần này thì nhờ sau khi điền xong thì chúng ta sẽ có một cái mã OTP gửi về trên điện thoại của cái số điện thoại mà các bạn vừa điền vào đây. Sau khi các bạn nhận OTP xong, các bạn sẽ điền OTP vào trong ô trống và các bạn sẽ có được đăng ký hoàn tất tài khoản Code Kitten của mình rồi. Ok chưa nào? Khi mà các bạn đã có tài khoản Code Kitten rồi, đăng nhập ngay như thầy với tài khoản và mật khẩu các bạn vừa thiết lập. Phần này rất đơn giản đúng không? Thầy sẽ giới thiệu một chút về giao diện của Code Kitten. Đầu tiên là giao diện trang chủ. Trên giao diện trang chủ này các bạn có thể tìm kiếm được một số thông tin về chương trình Code Kitten. Giao diện tiếp theo thầy muốn giới thiệu các bạn đó là giao diện kiến thức. Trên giao diện kiến thức này thì thầy đã chuẩn bị rất là nhiều. Bạn Huỳnh Phú Quý hỏi là thầy ơi em coi bằng điện thoại mà làm bằng laptop được không? Được nha, nghĩa là mình làm bằng laptop là được ạ. Và chúng ta sẽ thầy sẽ tiếp tục nhé phần này. Thì ở trong phần kiến thức này thầy đã chuẩn bị rất là nhiều những cái video clip.
Bạn Quỳnh Như hơi ồn, con có thể tắt mic đi không Quỳnh Như? Ok, thầy cảm ơn. Rồi trên giao diện này chúng thầy đã chuẩn bị rất là nhiều những cái video về hướng dẫn các bạn về từng câu lệnh một, từng câu lệnh một ở trong Code Kitten nhá. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là các câu lệnh về vòng lặp, âm thanh, điều kiện đều được chuẩn bị ở đây hết rồi. Các bạn có thể chủ động xem các video clip này để hiểu rõ hơn về câu lệnh các bạn nhá. Còn trong buổi ngày hôm nay thì sẽ hướng dẫn tổng quan cho các bạn để cách để tạo ra một project sẽ như thế nào. Rồi, nếu như mà các bạn đã thành thục những phần câu lệnh đấy rồi, chúng ta sẽ chuyển sang phần thử thách. Ở trong phần thử thách này sẽ có các cái video clip thử thách là các bài project được thầy cô dựng sẵn và muốn thử thách tới các bạn là các bạn có thể làm được cái project đấy không, hay là các bạn có idea nào, ý tưởng nào để nâng cấp, để upgrade cái ý tưởng, để nâng cấp, để upgrade cái sản phẩm đó hay không. Các bạn có thể làm một số nâng cấp lên, được chưa? Chia tạm thời đang có 5 chủ đề thử thách, đó là chinh phục miền đất mới, thử thách K12, tức là thử thách liên quan đến các môn học ở trường của các bạn, thử thách Việt Nam Diệu Kỳ. Việt Nam Diệu Kỳ là một thử thách liên quan đến văn hóa Việt Nam, thử thách về Việt Nam 4.000 năm sử là một thử thách về lịch sử Việt Nam, và một thử thách nữa đó là Code Kitten vòng quanh thế giới, nói về văn hóa các quốc gia ở trên thế giới. Rồi, chị có câu hỏi à? Chị có thể mở mic để nêu câu hỏi. Con phải mở mic lên nhá. Chị ơi, con có thể mở mic lên. Nó mở mic nằm ở cái thanh ở trên cùng con ơi. Rồi ok, lâu quá mất quyền nói luôn. Rồi cảm ơn các bạn. Sau phần thử thách, chúng thầy sẽ giới thiệu nốt đến phần dự án. Ở trên phần dự án này các bạn có thể quan sát thấy được dự án mà các bạn học sinh khác đã làm. Có rất là nhiều những dự án khác nhau theo từng chủ đề. Đó, các bạn có thể bấm vào để xem. Với cái phần xem dự án này các bạn có thể nhìn thấy được luôn source code mà các bạn khác đã làm như thế nào. Và các bạn cũng có thể nhìn thấy được là bạn ấy đã sử dụng những nhân vật nào, những hình nền nào, lấy được hình nền đó, nhân vật đó. Tuy nhiên các bạn không thể nào download toàn bộ dự án xuống được. Đấy nhá. Và bây giờ sẽ là bước vào phần quan trọng nhất, sẽ là phần nút màu xanh. Thì nãy giờ khi mà thầy nói thì thầy nghĩ rằng là các bạn chưa đăng ký, lúc nãy cũng đã đăng ký xong rồi đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhá. Các bạn sẽ nhấn vào nút bắt đầu ngay cho thầy và giao diện sẽ chuyển qua phần lập trình. Rồi, hello tất cả các bạn. Các bạn đang xem livestream đã thao tác thực hành đến bước này chưa nhỉ? Các bạn sẽ bật và nhấn vào nút bắt đầu ngay nhé. Rồi, Trần Nêm, thầy ơi em không có máy tính có làm bằng điện thoại được không? Như thầy nói vừa lúc nãy đấy, thì nếu như làm điện thoại em cũng sẽ vẫn vào được Code Kitten, tuy nhiên thao tác của em rất là khó. Do vậy là thầy recommend là em có thể sử dụng máy tính hoặc laptop để làm Code Kitten nhé. Rồi, ok. Các bạn ơi, các bạn đã nhìn thấy giao diện lập trình của Code Kitten rồi. Và thầy đã giới thiệu một chút về trên giao diện này. Thanh màu xanh ở trên cùng này là các thanh công cụ. Lát nữa thầy sẽ nói sau. Màu xanh ở trên cùng là thanh công cụ các bạn nhé. Bây giờ các bạn quan sát phía bên tay phải có một vùng mà đang có cái cánh đực, cái đồi với lại là có con mèo Code Kitten biểu tượng ấy. Thì đây là khu vực thầy gọi là khu vực sân khấu. Ở trên khu vực sân khấu này thì tất cả các nhân vật ta sẽ xuất hiện ở trên sân khấu và làm theo tất cả những kịch bản mà chúng ta sẽ lập trình nhân vật. Ở dưới sân khấu các bạn thấy có hai vùng, đó là vùng nhân vật và vùng sân khấu luôn. Vùng nhân vật này sẽ chứa tất cả các nhân vật ở trong phần mềm của các bạn và các thuộc tính của nó, bao gồm có xuất hiện hay không, kích thước là bao nhiêu, phần trăm và hướng di chuyển là như thế nào, tọa độ x, tọa độ y của nó là đang ở đâu. Ở phần sân khấu các bạn sẽ có được đó là các cái background đằng sau mà cái phần mềm này đang sử dụng. Ok chưa nào? Tiếp theo ở phía bên tay trái các bạn sẽ nhìn thấy một vùng có rất là nhiều các cái khối xanh, đỏ, tím, vàng, màu hồng, rồi có cả màu cam nữa.
Đây là các cái vùng người ta gọi là vùng khối lệnh. Ở trên vùng khối lệnh các bạn có thể kéo các khối lệnh ra. Đây, sự thao tác rất là đơn giản. Các bạn di chuột vào trên khối lệnh, sau đó kéo nó ra, đặt ở vùng trắng ở giữa. Vùng trắng ở giữa thì chúng ta gọi nó là vùng kịch bản. Bởi vì các bạn sẽ đặt các kịch bản, các cái script cho nhân vật ở đây. Và khi các bạn đặt cho nhân vật nào thì các bạn sẽ điều khiển trực tiếp cho nhân vật đó. Ok chưa nào? Ví dụ thầy đang kích vào nhân vật mèo Cốt Kitten. Thầy sẽ cho mèo Cốt Kitten di chuyển 10 bước bằng cách kéo câu lệnh mưa di chuyển 10 bước ra và nhấn trực tiếp lên trên câu lệnh. Các bạn sẽ thấy là mèo sẽ di chuyển một chút xí, khoảng tầm 10 bước đấy. Các bạn thấy không ạ? Đó. Ok. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá các cái khối lệnh còn lại nhé. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá thử đâu đó một chục khối lệnh để chúng ta làm được cái sản phẩm ngày hôm nay. Nào bây giờ hãy trả lời cho thầy biết một bạn nhỏ ở trong này đi. Bạn nhỏ trong này đi. Với cái con mèo Cốt Kitten này thì các bạn, theo các bạn là mèo con mèo này đang làm cái động tác gì đây? Ok, thầy mời Chí. Nhớ bật mic lên nhá. Bước đi. À, bước đi à? Rồi, ok. Các bạn có thể thấy là mèo Cốt Kitten chúng ta đang có một cái dáng giống như kiểu là dáng bước đi. Và các bạn khi bấm vào phần trang phục có thể nhìn thấy là một cái hình ảnh nữa trong cái câu chuyện. Đó là mèo Cốt Kitten tung cái đôi chân của mình ra và bước đi như thế này. Đúng không? Đây là hai hình ảnh rời rạc so với nhau. Và các bạn cũng có thể vào phần trang phục này để biết được là cái nhân vật của mình có bao nhiêu trang phục. Các trang phục sẽ thể hiện các cái động tác khác nhau của cùng một nhân vật trong một cái động trong một chuỗi các hình ảnh để tạo nên một động tác nào đó. Thầy ví dụ khi mà các bạn vào phần chọn nhân vật nhé, bên thầy sẽ hướng dẫn các bạn chọn nhân vật này. Ở trên vùng nhân vật các bạn sẽ nhấn vào cái chỗ hình có hình đầu con mèo cộng với dấu cộng nhé. Các bạn chọn vào nút chọn một nhân vật. Ở đây thì thư viện thì nhân vật của Cốt Kitten sẽ hiện ra và thầy lấy một cái nhân vật nằm ở trong phần văn hóa Việt đi chẳng hạn. Thầy lấy một cái gánh hàng rong. Đây là cái nhân vật đặt tên là gánh hàng rong. Nhân vật gánh hàng rong này thì ok, thầy sẽ xóa nhân vật mèo đi. Các bạn nhìn thấy này, khi mà thầy mở cái nhân vật gánh hàng rong lên thì những cái hình ảnh khác nhau của nhân vật này đang thể hiện rằng nhân vật này đang có một chuyển động, đó là bước đi. Đúng không nào? Các bạn ơi, sao các bạn tắt hết cả camera rồi? Ngọc Anh, Tấn Hưng, Hương Giang, Hoàng Nam, Quỳnh Như. Rồi ok, keep cái việc là bật camera lên giúp thầy nhá. Để thầy còn nắm được các bạn đang như thế nào. Để phù hợp hơn so với lại là nhân vật ấy, thì thầy sẽ chọn lại một sân khấu khác. Thầy cũng có thể chọn bấm vào phần sân khấu, sau đó chọn cái là chọn cái nút chọn một phông nền. Và thầy sẽ chọn cái phông nền tạp hóa đi. Tiệm tạp hóa ha. Các bạn có thấy những hình ảnh này rất là quen thuộc không ạ? Rồi, và bây giờ thì nhiệm vụ đầu tiên tất cả các bạn sẽ là như sau. Chúng ta sẽ sử dụng các cái chức năng chọn nhân vật và chọn hình nền, thiết kế cho thầy một nhân vật và một hình nền mà các bạn yêu thích nhá. Hãy chọn một nhân vật ở trong thư viện và một hình nền ở trong thư viện để các bạn đặt ra ở trên sản phẩm của mình. Ok, trong lúc đợi các bạn làm xong thì thầy sẽ bật mí cho các bạn một số chức năng khác, đó là chức năng vẽ, chức năng bất ngờ và chức năng tải nhân vật lên. Với chức năng vẽ thì các bạn có khả năng đó là vẽ ra một nhân vật cho mình hoặc vẽ ra một hình nền cho mình hoàn toàn mới luôn, dựa theo cái sự khả năng vẽ của các bạn. Khi mình thấy kích vào này thì một cái phần giao diện màu trắng nó sẽ hiện ra, và ở đây các bạn có thể sử dụng các chức năng đó là vẽ đường, vẽ các line, uốn cong các line, thay đổi nó một chút để tạo ra các cái đường mà các bạn mong muốn. Đó, thì thế này chẳng hạn. Đó, thì đây là cái chức năng vẽ nhân vật ở
trên code kitten. Ngoài ra thì các bạn có thể thêm chữ, tô màu, tạo các hình khối cho nó hết sức đơn giản thôi. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng chức năng tải nhân vật lên để mà sử dụng các cái hình ảnh của mình làm nhân vật, làm hình nền. Thầy ví dụ như là thầy cũng có thể sử dụng một cái hình ảnh mà thầy thấy là sẽ rất là quen thuộc đối với lại là các bạn. Đó là hình ảnh về... Đây, ví dụ như hình ảnh, đây là hình background với hình ảnh về tòa nhà hành chính của tỉnh Bình Dương. Được chưa nào? Nói cho thầy biết là các bạn đã làm xong chưa? Làm xong phần này chưa nhỉ? Chọn được hình nền và nhân vật cho mình chưa? Rồi thầy ạ. Rồi, ok, bạn nào vừa trả lời thầy nhỉ? Hoàng Nam thầy ạ. Ok, thầy có thể chia sẻ màn hình của Hoàng Nam cho các bạn khác xem không? Ok, thầy sẽ thử chia sẻ màn hình của Hoàng Nam cho các bạn khác nhé. Rồi, Hoàng Nam ơi thì thầy đang nhìn thấy màn hình của con. Và với cái màn hình này thì bây giờ mình có thể xóa cái nhân vật mèo cút kitten này đi bằng cách con lăn con chuột xuống. Con lăn con chuột xuống nào. Ở trên vùng nhân vật. Không, lăn con chuột chứ không phải là kéo nhân vật. Scroll xuống để thầy nhìn thấy phần xuất hiện. Không được thầy ơi. Được ạ. Ok, vậy thì để thầy back về màn hình thầy. Thầy hướng dẫn có bạn khác nào nữa không? Thầy sẽ xem màn hình của Quỳnh Như nhé. Quỳnh Như vẫn đang ở màn hình này à? Bây giờ con sẽ nhấn vào nút bắt đầu ngay. Chưa đăng ký luôn à Như? Như mất tiếng rồi. Ok nhá. Thầy sẽ xem màn hình của bạn Tấn Hưng thế nào. Không, dạ thầy ơi. Rồi Tấn Hưng đang dạ, điện thoại đúng không? Vâng, em sử dụng điện thoại nên là không có tiện lên web được. Ok, cảm ơn các bạn. Bảo Trí thì sao? Bảo Trí xong chưa? Có thể share màn hình cho thầy và các bạn khác cùng xem không? Đăng nhập thầy ơi. Giờ đó kêu là đổi số điện thoại khác nên là không biết được. Số điện thoại tại sao lại phải đổi nhỉ? Giờ con lấy số điện thoại của mẹ thử coi được không? Nó kêu là. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Thầy sẽ back lại về đây và thầy sẽ share lại màn hình của thầy nhá. Ok các bạn ơi, ví dụ như là để thầy hướng dẫn lại ở chỗ Hoàng Nam lúc nãy chưa biết xóa nhân vật. Chẳng hạn như là thầy có 2-3 nhân vật như thế này và thầy muốn bỏ bớt đi nhân vật nhá. Thì thầy sẽ nhấn vào đây này Hoàng Nam này. Con sẽ đưa chuột vào trong cái vùng nhân vật này. Sau đó con sẽ chọn vào cái hình của nhân vật con muốn xóa. Có một nút là nút thùng rác ấy. Con có thể kích vào đó để xóa nhân vật đi được chưa Nam? Ok trên em nhỉ? Ok có gì vậy? Có gì khó khăn thì kêu thầy giúp nha. Lê Nhật An, sao em không nghe gì hết nữa vậy thầy? Thắc An kiểm tra thử tai nghe thử của mình xem nhá. Khẩu khi là 1 2 3 7 8 9. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn tất cả các bạn. Thì hiện nay khi mà các bạn chọn các nhân vật cho mình rồi, sẽ có những nhân vật mà các bạn chọn có rất là nhiều các cái phần trang phục khác nhau ở đây. Ok chưa nào? Thì nếu như các bạn đã lựa chọn một nhân vật mà có các cái hình ảnh khác nhau ở trong phần trang phục, thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một cái gọi gì nhỉ? Một cái chuyển động của nhân vật. Một cái chuyển động nào đó của nhân vật. Thầy ví dụ với cái đó là bấm rồi để đổi. Còn cái này là lấy mã xác thực.
Chị ơi, mình trao đổi riêng, mình tắt mic đi nha chị. Ok, thầy cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chú ý vào đây, thầy sẽ hướng dẫn các bạn một câu lệnh, đó là một câu lệnh ở trong phần hiển thị, câu lệnh trang phục kế tiếp. Với câu lệnh trang phục kế tiếp này thì chúng ta có thể thay thế liên tục các trang phục của cùng một nhân vật. Thầy lấy ví dụ, với câu lệnh này thầy sẽ đặt nó ở trong một vòng lặp, nó vòng lặp liên tục. Các bạn tưởng tượng ấy là khi nào có một câu lệnh được đặt ở trong phần câu lệnh liên tục như thế, vòng lặp liên tục như thế này, thì các bạn sẽ có khả năng đó là làm cho nó chạy liên tục cho đến khi nào mà có một phần chức năng khác can thiệp vào và làm dừng nó thì thôi. Ví dụ ha, thầy sẽ kết hợp cùng với câu lệnh khi bấm vào nút bắt đầu ở đây. Thầy sẽ phóng to màn hình kết quả lên và bấm vào phần chạy cho các bạn cùng xem. Các bạn có nhìn thấy không nhỉ? Cái cô bán hàng rong của chúng ta đang bước đi rất là nhanh với cái chân liên thăng liên thăng liên thăng liên thăng liên thăng luôn đúng không? Rồi, với câu lệnh như thế này thì thầy sẽ cần phải điều chỉnh nó một chút để cho nó chạy được chính xác hơn bằng cách thầy sẽ thêm vào đó một câu lệnh đợi. Các bạn để ý nhá, thầy sẽ cho nó đợi khoảng 0,05 giây chẳng hạn. Thè nó vào đây. Vậy là với những câu lệnh này thì cái nhân vật của chúng ta sẽ như sau. Nó sẽ chuyển sang trang phục tiếp theo, sau đó đợi 0,05 giây và sau đó thì chuyển sang trang phục tiếp theo tiếp tục. Chạy hết hai câu lệnh này, nó sẽ tiếp tục quay ngược lên và chạy tiếp hai câu lệnh tiếp theo. Thầy sẽ đổi đi 0,1 giây. Ta sẽ cùng mở to kết quả ra và quan sát. Các bạn sẽ nhìn thấy là nhân vật của chúng ta đã chuyển động khá là mượt và đẹp hơn rồi đúng không nào? Rồi ok, các bạn đợi một chút, thầy sẽ check comment của các bạn nhé. Em không biết bật mic. Các bạn đang xem trên live trên cái kênh live.io.cn ấy, thì các bạn lưu ý là các bạn đang xem với hình thức đó là live stream, thì các bạn sẽ tương tác với thầy bằng cách là chat lên trên phần giao tiếp nhé. Và ở trên kênh giao tiếp này là kênh giao tiếp mà chúng ta sẽ dùng để học nhé. Các bạn không làm việc riêng, các bạn không nói chuyện riêng ở đây thì thấy là các bạn trò chuyện khá là rôm rả, mấy nay nghe bố mẹ bảo học cả ngày luôn á, học ghê vậy, khá là rôm rả đúng không? Thì chúng ta sẽ dành những cái câu chuyện này để nói với nhau qua kênh khác nhé. Ở đây là cái kênh phục vụ các cái trao đổi với thầy thôi. Nhắc lại một lần nữa, đó là rồi có những bạn vào muộn, có những bạn vào muộn thì các bạn đang không biết là cái app này, cái code kitten này vào như thế nào, thì các bạn ơi, các bạn lưu ý là các bạn sẽ truy cập vào trang web codekitten.vn là có thể vào được rồi nhé. Và các bạn sẽ đăng ký tài khoản, nhấn vào nút bắt đầu ngay là các bạn sẽ vào được giao diện này. Thầy ơi, thầy có cách nào làm mình to hơn đi thầy? Thầy đang làm màn hình phóng to hơn và to nhất rồi. Lát nữa đến cái phần lập trình này này thì thầy sẽ cũng sẽ phóng to hơn cho các bạn xem nhé. Đây, đủ to chưa ta? Ok, chắc là đủ to rồi đúng không? Rồi. Các bạn ơi, thì cả ba chúng ta vừa làm cho cái nhân vật của chúng ta có những cái bước đi giống như kiểu đang được chuyển động, tuy nhiên là nó hơi hơi lạ một chút xíu bởi vì là ai vậy? Chị ơi, chị ơi, con tắt mic nha. Rồi ok, thầy hơi bị giật mình. Ok, nó hơi kỳ cục một chút bởi vì sao? Chúng ta thấy nhân vật là bước đi tại chỗ đúng không nào? Với cái nhân vật mà bước đi tại chỗ như thế này chúng ta sẽ rất là khó. Thầy ơi, này là làm chung hay cá nhân vậy thầy? Rồi với thể lệ cuộc thi chúng ta có thể làm chung theo nhóm 2 đến 3 người hoặc là làm cá nhân nha. Các bạn ơi, thì chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Nó đang hơi bị có vấn đề một chút bởi vì chúng ta đang bước, tuy nhiên là bước tại chỗ. Thì để cho cái hình ảnh của chúng ta trở nên chân thực hơn thì chúng ta sẽ làm cho chúng ta di chuyển, vừa bước vừa di chuyển luôn nhé. Nãy chúng ta sẽ nhìn chỉ nhìn thấy sự thay đổi trong hình ảnh mà thôi, và chúng ta không hề nhìn thấy cái câu lệ, cái sự di chuyển của nhân vật đâu đúng không? Để bước nhưng mà chạy tại chỗ ấy.
Rồi có bạn lại tiếp tục hỏi mở camera sao thầy? Các bạn ơi, các bạn đang xem trên kênh live.io.cn thì các bạn đang xem live stream nhé. Nó sẽ không thể nào mở camera để thầy nhìn thấy các bạn được đâu. Các bạn có vấn đề gì cứ chat thôi nhé. Thầy ơi, cái này là tự nguyện hay bắt buộc ạ? À? Cái này là cái gì? Cái này là cái gì đã? Ở trong cái buổi thầy hướng dẫn các bạn ngày hôm nay thì là tự nguyện thôi. Bạn nào muốn xem và bạn nào muốn mở rộng phần kiến thức của mình hơn thì có thể ngồi xem nhé. Ok, để làm được điều đấy chúng ta sẽ thêm vào cho nó câu lệnh di chuyển. Với câu lệnh di chuyển thì các bạn để ý này, với câu lệnh di chuyển thì có hai cách. Thực ra là không phải là hai cách mà là các bạn cần phải chú ý cái cách sử dụng của nhân vật này. Các bạn thấy nhá, ở phần trên thuộc tính của nhân vật đang có một cái đó là hướng di chuyển. Cái hướng di chuyển này thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là nó đang chỉ sang hướng phía bên tay phải và hiện số là 90. Nếu như chúng ta sử dụng câu lệnh di chuyển 10 bước tức là theo chiều, tức là chúng ta sẽ làm theo chiều của cái nhân vật này luôn. Bạn thấy nhá, sẽ sang bên này. Thầy sẽ thử chèn câu lệnh di chuyển 10 bước vào đây và chạy chương trình xem nó sẽ như thế nào nhé. Phóng to lên này. Rồi, mất hút luôn, đi mất hút luôn các bạn ạ. Các bạn biết sao không? Thứ nhất nhá, là có tiếp tục có một điều vô lý nữa. Có tiếp tục điều vô lý nữa đó là tại sao cái nhân vật chúng ta đang nhìn về phía bên tay trái mà nó lại đi về phía bên tay phải. Đúng không? Bởi vì là chúng ta đang cho di chuyển 10 bước mà. Rồi, chị đang có ý kiến à? Chị ý kiến gì? Sao con đăng ký code kitten không được thầy? Nó cứ kêu là số điện thoại gì ấy. Cho số điện thoại này không tồn tại. Mà thầy ơi, em nói cho nghe, em đăng ký số điện thoại rồi đăng nhập vô nó gửi một cái mã rồi qua cho em. Nhưng mà em nhập mã vô thì lại không được. Nó cứ trừ đi cái số cuối cùng của cái mã đó, nó không cho nhập. Rồi ok ạ, thì support của Teki sẽ liên hệ với mình để hỗ trợ cái này nhá. Chị Mỹ Hiệp nốt lại trường hợp này cho em nhá. Dạ rồi. Ok ạ. Vậy là em tìm cái người hồi sáng hướng dẫn cho em được đúng không? Cũng có thể ạ, cũng có thể. Thì hiện tại là để cho tiến độ. Rồi cái người hồi sáng đã nói chuyện với em rồi. Rồi, để em hỏi người đó đã. Rồi, dạ rồi, em cảm ơn ha. Rồi tất cả các bạn chỉ tắt mic hộ thầy rồi, cảm ơn con. Đầu tiên thì chúng ta để fix được cái vấn đề đấy chúng ta sẽ làm như sau. Thứ nhất nhá, để cho nhân vật di chuyển ngược lại về hướng phía bên tay trái thì các bạn sẽ làm nhân vật của mình đang có hướng chỉ tắt mic hộ thầy nào. Nhân vật chúng ta đang hướng về phía bên tay phải đúng không? Vậy thì nếu như muốn nó di chuyển về phía bên trái, chúng ta sử dụng dấu trừ đặt đằng trước, tức là đi lùi. Ở đây thầy thử cho nó di chuyển âm 5 bước và cho nó dịch lại về tọa độ đi. Thầy sẽ ví dụ nhá. Chạy chương trình này. Ở đây thì chúng ta đã thấy là nhân vật chúng ta đã di chuyển qua phía bên tay trái rồi đúng không nào? Tuy nhiên thì cũng bị một cái là đi mất hút luôn. Rồi, để fix được vấn đề đó, thầy sẽ làm thế nào để vào trang code kitten vậy thầy? Các bạn sẽ truy cập vào trang code kitten.vn nhé. Rồi các bạn ơi, thì để fix được cái vấn đề thầy vừa nói các bạn, thì chúng ta sẽ sử dụng một câu lệnh đó là bật lại nếu chạm cạnh. Và bây giờ thầy sẽ thêm câu lệnh bật lại nếu chạm cạnh vào đây và sẽ thử. Ôi ơi. Ai vừa vào nhỉ? Rồi ok các bạn ơi, khi mình ra chọn câu lệnh này thì nhân vật đã đứng lại và không di chuyển nữa rồi đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ làm như sau.
chúng ta nhân vật đã cảm nhận được cái sự chạm vào cạnh rồi. Bây giờ, ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện một cái vòng lặp khác để điều khiển cái sự di chuyển của nhân vật nhé. Các bạn sẽ sử dụng vẫn là nút lệnh bắt đầu và một vòng lặp liên tục. Các bạn kéo cho thầy một câu lệnh ở trong phần điều khiển, đó là câu lệnh nếu thì. Rồi ôi, Khánh Hân ngáp rồi. Rồi ôi, trưa nay không ngủ trưa phải không? Đoạn đó thầy. Ơi, sao chị? Em biết xài cái câu lệnh đó, khi mà dùng cái đó là phải qua cái cảm biến. Ừ, rồi, ok, cảm ơn em. Ok, chúng ta sử dụng câu lệnh nếu thì ở đây, nếu như nhân vật của chúng ta, các bạn sẽ nhấn này. Có rất là nhiều câu lệnh cảm biến và thầy sử dụng câu lệnh cảm biến và nguyên bản thì nó để là đang chạm con trỏ chuột. Nhưng vào đây thì các bạn sẽ thay đổi nó đi là nếu như đang chạm cạnh thì sao? Chúng ta sẽ đó là thì nhân vật sẽ xoay ngược lại. Đúng không nào? Xoay ngược lại bằng cách nào? Chúng ta sẽ vào phần chuyển động sử dụng câu lệnh đó là xoay bao nhiêu độ các bạn nhỉ? Thầy ví dụ ngược lại nha, đây là 90 này thì ngược lại nó sẽ là bao nhiêu? -90 đúng không? Ok, ta sẽ fix một chút ở chỗ nhân vật. Kéo toàn bộ cái nhân vật của thầy vào ở trong phần trọng tuyết. Chết rồi, sai. Đấy, sử dụng cái chức năng kéo nhân vật của chúng ta đưa nó về phần trọng tâm của hình nhé. Các bạn để ý này, đây là phần trọng tâm của hình. Thay đổi, kéo nó về, nhân vật đang ở góc. Đây là một cái phần mà xử lý khá là quan trọng nha các bạn. Dạ thầy. Với từng hình ảnh một, các bạn sẽ bôi đen toàn bộ, sử dụng tính năng, đó là tính năng con trỏ chuột này, bôi đen toàn bộ và đưa nó về góc. Như vậy thì các cái phép xoay của chúng ta thực hiện mới cực kỳ chính xác được các bạn. Ok chưa? Và bây giờ thì cái nhân vật của chúng ta sẽ được điều khiển như sau. Nếu như đang chạm cạnh, nhân vật sẽ xoay 180 độ. Và chúng ta thử nhé. Với cái di chuyển, bước di chuyển chỉ trừ 3 bước này. Thì nhân vật... Wow, các bạn ơi, nhân vật đã bật ngược lại như các bạn thấy gì không nhờ? Nhân vật của chúng ta kiểu làm xiếc các bạn. Hơi kiểu làm xiếc đúng không? Bởi vì là nhân vật lộn ngược đầu và vẫn ngược. Làm sao để khắc phục được vấn đề này? Chí có biết không? Không à? Rồi ok. Thầy ơi, nếu như mà quay như vậy là phải nhìn trên đầu chứ không có nhìn vậy. Nhìn vậy là nó sẽ quay. Ok các bạn. Thực ra chúng ta có thể sửa vấn đề đấy bằng cách như sau. Các bạn ở trong phần chuyển động chọn cho thầy câu lệnh đặt kiểu xoay trở thành trái phải và đặt nó ở ngay trên đầu nhá. Với kiểu xoay chỉ là trái phải thôi thì chúng ta sẽ không có chuyện nhân vật bị lộn ngược đầu nữa. Cùng quan sát kết quả này. Các bạn thấy không ạ? Thì khi mà chạm ngược lại thì nhân vật không còn bị lộn ngược đầu nữa. Rồi, đó là một cách xử lý nhân vật chuyển động. Thầy sẽ thêm vào đây một nhân vật nữa. Và ở đây thầy sẽ thêm nhân vật... Các bạn muốn nhân vật gì nhỉ? Nó mới hiện đại, còn không mấy cái kim nó dạng cổ trang quá. Các bạn thích hiện đại đúng không? Rồi, ok. Thầy sẽ sử dụng một cái nhân vật cũng khá là hiện đại, là một con robot chẳng hạn. Thêm con robot vào đây. Và như nhân vật lúc nãy, thầy cũng sẽ điều chỉnh cho nó về vị trí tâm hình. Vị trí tâm này thì khá là linh động nha các bạn phải các bạn hiểu được cái ý nghĩa của cái vị trí tâm hình này thì khá là tốt đấy. Rồi, câu
câu chuyện của chúng ta sẽ là người bán hàng rong này đang đi trên đường phố thì bỗng nhiên gặp một con robot, và chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế ra một cái cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật này, được không ạ? À, rồi, nhân vật người đi hàng rong sẽ, thầy sẽ đổi cái hình nền đi một chút, cái hình nền này có vẻ không phù hợp với lại là cái bối cảnh là người bán hàng rong. Ok, ở đây thì hợp lý hơn này, đúng không? Robot sẽ xuất hiện ở đây. Người bán hàng rong sẽ di chuyển liên tục, nếu đang chạm thì như thế này, ok. Và thầy sẽ cho thêm một cái nữa là nếu như người bán hàng rong chạm phải robot thì sẽ cho dừng cái việc di chuyển này lại và cuộc hội thoại của chúng ta sẽ bắt đầu. Bằng cách nào? Thầy sẽ thêm vào ở đây một câu lệnh nếu thì, để chúng ta có thể biết được lúc nào thì người bán hàng rong có thể chạm vào con robot. Nếu các bạn để ý này, ở đây có một cái ô hình lục giác các bạn nhé. Với những ô hình lục giác như thế này thì các bạn có thể vào phần cảm biến sử dụng các cái câu lệnh lục giác. Ở đây chúng ta có một câu lệnh đang chạm này, kéo câu lệnh đang chạm này ra, mở ra xem có gì. Các bạn sẽ thấy là nếu như đang chạm robot 36. Rồi ok, nếu như đang chạm robot 36 thì sao? Chúng ta sẽ sử dụng vào phần sự kiện phát tin. Tin gì? Thầy sẽ đặt cho ở đây một cái phần tiền của tin nhắn, đó là gặp robot. Các bạn ơi, với câu lệnh phát tin này thì giống như kiểu là khi mà cái người gánh hàng rong này chạm vào cái con robot của chúng ta thì tính năng phát tin sẽ giúp cho các bạn như kiểu là gửi một cái tin nhắn hay gửi một cái chat, một cái đoạn chat nào đó đến tất cả các nhân vật khác. Ví dụ như là thầy sẽ gửi tin nhắn cho Khánh Hân ơi là gặp robot này, gửi tin nhắn cho Chí là gặp robot, gửi tin nhắn cho Hoàng Nam là gặp robot, gửi tin nhắn cho Giang là gặp robot. Tất cả các bạn sẽ đều nhận được cái tin nhắn đó. Tuy nhiên thì gặp tin nhắn đó thì sẽ làm điều gì nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ở đây. Rồi khi sau khi phát tin gặp robot thì các bạn sẽ dừng lại các kịch bản khác của nhân vật, tức là dừng phần di chuyển này lại. Ok chưa? Rồi, bên phía chú robot này thì sao? Bên phía chú robot này thì chú robot sẽ nhận được cái tin, đó là ở trong phần sự kiện các bạn sẽ sử dụng, không sử dụng câu lệnh, đó là khi bấm vào nút bắt đầu nữa, các bạn sẽ sử dụng câu lệnh khi nhận thông tin gặp robot. Ở đây nhé, các bạn hiểu là nhân vật gánh hàng rong đã gửi một cái tin nhắn cho tất cả các nhân vật khác, và khi các bạn nhân vật khác mà nhận được tin nhắn này thì làm gì? Thì đây sẽ là câu chuyện làm gì nè. Khi nhận gặp robot, robot sẽ nói xin chào. Làm sao để nói được xin chào? Các bạn sẽ vào phần hiển thị, kéo câu lệnh nói xin chào trong 2 giây ra. Rồi các bạn ơi, từ nãy giờ các bạn đã thực hành được những gì rồi? Các bạn đang làm theo được hay không nhỉ? Cả các bạn đang xem live stream nữa nào, các bạn có đang làm theo được hay không? Rồi, chúng ta đang có 800 lượt xem. Minh Khôi, dạ không. Có bạn nào nữa không? Bạn nào cũng không làm được hay bạn nào làm được thì có thể comment này. Dạ không. Em có làm nhưng không làm được. Dạ không ạ. Lý do vì sao các bạn lại không làm được nhỉ? Vì thầy nói nhanh, bỏ qua ý nghĩa của các câu lệnh, hay là các bạn đang không theo kịp do vấn đề đường truyền? Điện thoại có làm được không thầy? Điện thoại thì tất nhiên là không làm được rồi. Điện thoại quá bé để cho giao diện chúng ta đủ để các bạn làm được. Mấy em đó là một chuyện dễ. À thế à. Rồi ok thầy, cảm ơn Chí. Cũng được thầy. Đã từng làm nhà phần mềm Scratch nên là em biết. À thế à, nếu như các bạn, bạn nào đã tiếp cận với Scratch rồi thì có thể là khá là dễ đối với các bạn. Rồi các bạn ơi, nếu như mà các bạn chưa nắm được và chưa làm theo được phần này thì các bạn có thể xem lại live stream, hoặc có một cách nữa là các bạn có thể vào phần kiến thức Code Kitten để có thể học nhiều hơn về các câu lệnh Code Kitten nhé. Thầy là một YouTuber hay sao mà thầy livestream vậy thầy?
Thầy là streamer, không phải YouTuber nhé. Yeah. Các bạn có thể lên Facebook và search thầy Hoàng Tiki để subscribe Facebook của thầy. Thầy sẽ hay live stream trên Facebook. Ok, sau khi nhận cái thông điệp gặp robot, robot sẽ nói xin chào. Người gánh hàng rong của chúng ta, các bạn tưởng tượng thì người gánh hàng rong của chúng ta, khi mà con robot nói xin chào người thì gánh hàng rong sẽ nói gì? Rồi, khi mà gặp robot, robot sẽ nói xin chào. Người gánh hàng rong lúc đấy sẽ rất là hoảng hốt, bởi vì là người gánh hàng rong thì không biết rằng đây là một con robot. Người gánh hàng rong sẽ nói là: ôi trời ơi, cái gì đây? Các bạn nhé, các bạn có thể thay đổi tùy chỉnh nội dung nói của người gánh hàng rong, các nhân vật của mình ở trong cái nội dung khung của ô này. Rồi, rất là nhiều bạn đang bảo là em không làm được, không làm được. Các bạn ơi, nếu như mà các bạn chưa làm được ở trong ngày hôm nay thì các bạn cứ chịu khó xem lại livestream hoặc xem các cái phần kiến thức của thầy nằm ở trên trang chủ Code Kitten nhé, thì chắc chắn là các bạn có thể follow và làm theo được thôi. Rồi, các bạn ơi, các bạn để ý này, tại sao thầy lại có một cái câu lệnh chèn cái phần đợi 2 giây ở đây? Mục đích của thầy là để robot nói xong câu nói xin chào trong vòng 2 giây thì người gánh hàng rong mới hốt hoảng nói: ôi dồi ôi, cái gì đây? Ok, chúng ta sẽ thử chạy cái project này xem như thế nào nhé. Rồi, người gánh hàng rong của chúng ta đang đi bán hàng và có một ngày làm việc hết sức là bình thường. Bỗng nhiên, con robot xuất hiện, chuẩn bị chạm rồi nè. Xin chào, người gánh hàng rong khựng lại. Người hàng rong sẽ nói là: rồi, xin chào hoài luôn, người hàng rong không nói gì, sợ quá. Đóng đứng hình mất 5 giây luôn các bạn. Đứng hình mất 5 giây luôn đúng không? Ok. Còn đứng hình mất 5 giây. Không biết thằng người gái hàng rong có nói là nhìn em bên ngoài ăn đứt mấy tấm hình đang phay không? Ok lại nhá. Rồi, ok các bạn ơi. Chúng ta sẽ cần phải thêm một cái đoạn lệnh nữa vào đây. Đó là dừng lại kịch bản này nữa. Ok, thầy sẽ cho nhìn dẫn hàng rong ra một chút. Và bây giờ cái hàng rong sẽ có thể nói được rồi đây này. Xin chào. Ôi trời ơi, cái gì đây? Rồi, vậy thì khi mà trước cái sự bất ngờ của cái hàng rong, con robot sẽ nói gì? Robot sẽ phải đợi một chút, đợi 2 giây để cho người gánh hàng rong kịp phản ứng xong. Thì robot sẽ nói rằng là: xin chào, tôi là robot. Tôi là robot tới từ thế kỷ 23. Doraemon, chiếc lùng Doraemon. Các bạn biết thế kỷ 23 là khoảng những năm nào không nhỉ? Các bạn đang xem. 2301. Bao nhiêu? 2301. Phải không? Thế gì? Thế kỷ 21 là thế kỷ bắt đầu từ năm nào? Nhầm. Thế kỷ 201. Nhầm xíu làm gì căng? Ok, có các bạn đang xem livestream, các bạn comment là bạn Tấn Thiên, bạn Phúc Minh comment là thế kỷ 23 sẽ bắt đầu từ năm 2201. Với năm 2201 thì tức là nó cách năm 2021 chúng ta đang sống là bao nhiêu năm nhỉ? Các bạn nào tính nhanh được thì thầy không? 179 năm. 179 160 180 nhầm xíu làm gì cái.
lại nhầm xíu rồi. Ok các bạn ơi, vậy thì chúng ta có một siêu robot cách chúng ta 180 năm quay ngược dòng thời gian về lại gặp một cái cô bán hàng rong. Siêu robot nói gì? Tôi robot từ thế kỷ 23. Vào thế kỷ 23, loài người trở nên vô cùng tuần tiến. Và ai cũng biết lập trình. Có riêng cho mình vài con robot. Vài con robot để giúp đỡ, giúp việc. Rồi ok, tổng cộng là robot sẽ nói cho người bán hàng rong cái thông điệp này trong vòng là 6 giây. Vậy thì ở bên này người bán hàng rong cũng sẽ gọi là gì nhỉ? Nghe những cái điều rất là mới mẻ đó trong vòng 6 giây. Và sau đó người ta cái anh chị bán hàng rong chị sẽ kiểu wow. Trong vòng 1 giây thôi chẳng hạn. Rồi khi mà chị bán hàng rong wow xong thì thầy nghĩ rằng là con robot sẽ nói với chị hàng rong một thông điệp, đó là chị có muốn trở thành một người vô cùng gọi là trở thành cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Bây giờ ví dụ như kiểu là robot sẽ có một ý định, đó là sẽ hướng dẫn và dạy các bạn, dạy cái chị bán hàng rong này về lập trình. Thì người robot sẽ nói gì với chị ấy? Cô có muốn giống người thế kỷ 23 không? Đơn giản. Ok. Chị có muốn trở thành người của thế kỷ, trở thành người thế kỷ 23 không? Đây là một câu hỏi đúng không? Câu hỏi thầy sẽ đặt được vào trong. Rồi, chị gánh hàng rong thì sẽ nghe câu hỏi này trong vòng 2 giây. Và sau đó chị gánh hàng rong sẽ tất nhiên là rất là choáng ngợp. Và chị gánh hàng rong sẽ nói có, tôi muốn trở nên giỏi như vậy. Rồi, vậy thì robot sẽ nói rằng là ok, tôi sẽ dạy chị lập trình Code Kitten. Và các bạn đáng nghĩa là lúc nãy mà chúng ta chọn một cái nhân vật là học sinh chẳng hạn thì nó sẽ rất là hợp lý hơn rất là nhiều đúng không? Nhưng mà lại lỡ chọn là nhân vật chị bán hàng rong rồi. Nhưng mà không sao cả, bởi vì ấy, thì các bạn có thể biết được là những cái lập trình và những cái kỹ năng liên quan đến lập trình nó sẽ rất quan trọng, và sau này dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ cần biết những cái kỹ năng này. Và tổng quát lại, thầy sẽ chạy lại project này lại một lần nữa nhé. Ok, thầy sẽ điều chỉnh lại cái phần code của chị bán hàng rong một tí để cho chị xuất hiện ở đầu bên này. Ban đầu thì chị đã xuất hiện tại vị trí này. Ok nhé. Các bạn ơi, chạy chương trình này. Chị gánh hàng rong đang có một ngày rất chi là bình thường, ngày mới nắng âm. Và chị đi gánh hàng rong, chị không biết là chị đang bán cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Rồi, xin chào. Chị gánh hàng rong rất là bất ngờ với con robot này. Rồi các bạn ơi, vậy thì là vừa thời gian vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các bạn khá là nhiều những câu lệnh rồi đấy. Chị có muốn trở thành người máy không? Trời, ai lại hỏi thế? Con người ai cũng muốn trở thành người máy đúng không? Rồi, tổng kết lại một chút nhé. Thì qua một cái buổi và một cái project nhỏ nhỏ ngắn ngắn như thế này ấy, thì thầy có muốn nhấn mạnh về một số câu lệnh như sau mà các bạn sẽ rất là hay dùng và rất là hay gặp trong quá trình làm việc với Code Kitten. Thứ nhất, đó là các câu lệnh về di chuyển.
có lệnh di chuyển sẽ giúp nhân vật của chúng ta đơn giản, đó là di chuyển thôi, nhưng các bạn sẽ cần phải chú ý về hướng của nó nhé. Nếu như mà các bạn để di chuyển là một số dương thì nó sẽ đi theo hướng mà các bạn đang hướng về. Còn nếu như các bạn để di chuyển là một số âm thì các bạn sẽ bị di chuyển ngược lại so với cái hướng mà các bạn đang nhìn. Hoặc nếu như các bạn để di chuyển là số 0 thì tất nhiên các bạn sẽ đứng im. À, thầy ơi, có cách nào để bật game không? Không bật được. Nếu như các bạn đã sử dụng câu lệnh khi bấm vào, tức là câu lệnh bắt đầu ấy, thì các bạn kết nối được các cái câu lệnh tiếp theo với câu lệnh này thì các bạn sẽ nhấn vào nút bắt đầu ở bên này để bắt đầu. Để bắt đầu trò chơi của chúng ta nhé. Ngoài ra chúng ta sẽ có một câu lệnh nữa cũng sẽ rất là hay dùng, đó là câu lệnh về thay đổi trang phục cho nhân vật. Với câu lệnh thay đổi trang phục nhân vật này, các bạn sẽ chuyển sang trang phục kế tiếp của nhân vật ở trong cái bộ sưu tập này. Ok chưa nào? Một câu lệnh nữa cũng sẽ rất hay dùng, đó là câu lệnh đi tới điểm. Câu lệnh đi tới điểm này sẽ điều khiển cho nhân vật của chúng ta bay thẳng tới một cái vị trí là một điểm nào đó. Ok chưa? Ở trong cái điểm này ấy, thì tất cả các bạn sẽ làm gì nhỉ? Ở trong đi đến điểm đó thì các bạn sẽ được gọi là một di chuyển thẳng qua cái điểm đó rồi, thế nào? Và chúng ta sẽ sử dụng tiếp tục các câu lệnh khác để thao tác tại điểm đó thôi. Cái câu lệnh nữa mà các bạn sẽ rất hay dùng là câu lệnh nếu thì. Với câu lệnh nếu thì này thì chúng ta sẽ lưu ý là luôn luôn sẽ có một vùng hình lục giác và các bạn sẽ chèn những câu lệnh hình lục giác vào đây để làm điều kiện cho câu lệnh nếu thì. Ngay bây giờ thì ngoài những câu lệnh này ra, thầy sẽ hướng dẫn các bạn thêm một chút nữa về cái cách lưu bài và các cái cách mà chúng ta sẽ xử lý với thanh công cụ ở trên này như thầy phần đầu thầy vừa bỏ ngỏ. Đầu tiên là phần tập tin. Các bạn lưu ý chúng ta có 4 nút ở trên phần tập tin. Tuy nhiên nếu như bạn nào chưa đăng ký mà vào trên giao diện này, các bạn sẽ không thể có nút lưu đâu. Các bạn sẽ không có nút lưu bây giờ mà các bạn sẽ chỉ có nút đó là mở từ máy tính mà thôi, hoặc lưu từ máy tính, lưu về máy tính. Nào, với 4 nút này thì với nút mới thì giao diện của các bạn sẽ được cung cấp, đó là mở ra một cái trang lập trình code kitten hoàn toàn mới. Ok chưa? Với cái nút lưu bây giờ thì các bạn sẽ được shape cái bài của mình ngay lập tức. À, ở đây ví dụ như là thầy. Ôi thầy chết rồi. Ok, rất là cảm ơn code kitten thì có chức năng lưu tự động, có chức năng lưu tự động mà làm cho thầy vẫn không bị mất code. Ok, các bạn ơi, ví dụ như thầy sẽ sửa tên của cái này trước nhá, là dự án gọi là cô bán hàng rong. Enter. Thì với cái bài cô bán hàng rong này, thầy có thể nhấn vào lưu bây giờ để lưu nó lại. Ok chưa? Còn nếu như các bạn không nhấn vào lưu bây giờ thì code kitten có tính năng lưu tự động bài cho các bạn. Khoảng 30 giây sẽ được lưu bài tự động một lần. Được chưa? Chức năng mở từ máy tính thì nếu như các bạn có sẵn các cái file SB3, tức là SB3 đấy ạ, thì các bạn có thể chọn các cái file đấy để mở nó lên từ máy tính của các bạn nhé. Một cái chức năng nữa là chức năng lưu về máy tính. Với chức năng lưu về máy tính, thầy bấm vào thì các bạn sẽ nhìn thấy là gì? Chúng ta sẽ có một cái file SB3 với cái tiêu đề mà các bạn đã đặt được lưu về trên máy tính của chúng ta. Đây là cái cách mà các bạn có thể lưu bài nếu như mà chúng ta chưa đăng ký hoặc nếu như các bạn sợ mất cái sản phẩm của mình. Okay. Thầy, cái con thấy là cái có cái tờ này nó cũng giống Scott với thầy. Đúng rồi. Nó khá giống luôn. Code Kitten được phát triển ở trên nền tảng là Scratch nhé. Thì với Code Kitten, ta sẽ có được một cái giao diện thuần Việt hơn, bộ thư viện hình nền nhân vật cũng rất dễ thương hơn, văn hóa Việt Nam cũng như là nhiều hơn. Với Code Kitten cũng đã xây dựng được một cái bộ gọi là hướng dẫn cho các bạn những cái kiến thức về lập trình, nói chung là ok hơn đúng không nào? Còn về phần cơ bản nó sẽ rất là thân thuộc và dễ làm việc với các bạn, bởi vì nó được phát triển dựa trên nền tảng của Scratch. Ok chưa? Rồi ok, thầy sẽ dành thời gian một chút, xong 4 cái này rồi đúng không nhỉ? Rồi
ở trong phần hướng dẫn, nếu các bạn click vào thì sẽ đưa các bạn về cái phần xem về các câu lệnh lập trình của thầy đã chuẩn bị nhá. Bây giờ thầy sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn nè, dành thời gian còn lại để giải đáp thắc mắc của các bạn. Bây giờ thì các bạn đang xem live stream hãy comment, và các bạn đang làm việc trực tiếp thì thầy cũng có thể hỏi về các câu lệnh có ghi tên về các cái vấn đề liên quan đến cuộc thi. Rồi các bạn ơi, các bạn chưa đăng ký nhận quà ở chỗ cô Hiệp à? Ở đây thì Tiki dành được dành khá là nhiều những cái phần quà may mắn dành cho các bạn, tức là có thể là ngẫu nhiên và có thể là, tức là khi mà các bạn đăng ký chắc chắn là có quà rồi, nhưng vấn đề là tùy độ may mắn của các bạn thì sẽ có những phần quà khác nhau, có những phần quà quay số đặc biệt thôi. Bạn Võ Phương Anh lớp 42 nói rằng là sau khi gặp con robot thì cô bán hàng trở thành cô bán hàng rong bá nhất vũ trụ. Bạn Nguyễn Bá Nhật Nam bảo là em không ấn được cái nút bắt đầu. Đến bây giờ thì Nam ấn được chưa nhỉ? Nam sử dụng giao diện ở trên điện thoại hay máy tính vậy? Minh Khôi hỏi là thầy ơi chừng nào tham dự thi vậy thầy? Các bạn ơi thì cuộc thi đã bắt đầu rồi nha. Cuộc thi đã bắt đầu rồi. Đây, thời gian vòng 1 từ ngày 15 tháng 9. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 rồi. Có nghĩa rằng là có những bạn đã có thể là nộp bài rồi. Đó, thì các bạn có thể nộp bài từ nay cho đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2021 nhé. Thầy ơi, thầy thường live stream lúc mấy giờ thầy? Ok các bạn ơi, thì thầy có một kênh live stream hướng dẫn các bạn về Code Kitten. Sẽ live stream vào thứ hai và thứ tư hàng tuần lúc 14 giờ. Thì các bạn có thể vào các bạn có thể search thầy Hoàng Tê Khi và xem các thông tin ở trên kênh của thầy nhé. Thầy ơi làm YouTube luôn đi thầy cho nó dễ, tại vì Facebook thì khó lắm. Tại vì ít người tiếp cận được. Thường là những người lớn. Không có đâu nè, thầy cho nè. Nếu như các bạn search thầy Hoàng Tê Kỳ ở trên Facebook ha, trên Google luôn, thầy Hoàng Tê Kỳ, thì kết quả đầu tiên của chúng ta sẽ hiện ra trên Facebook này, hoặc là các bạn có thể lên trên YouTube, cũng có một số nội dung của thầy nằm ở trên kênh Tê Kỳ Academy nhé. Thầy, em có một dự tính là năm 16 tuổi thì em sẽ làm YouTuber luôn. Ok, chúc em thực hiện được ước mơ nha. Ok, bây giờ chị tắt lại để thầy hướng dẫn các bạn. Em cùng nhóm. Nhóm em gồm tổng cộng là 5 người. Rồi. Nói chung là đủ theo cái số lượng rồi. Nhưng mà bước đầu thì cũng hơi khó khăn nên là cần một công việc ổn định trước. Rồi ok. Rồi mới bắt đầu được. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Rồi bây giờ thầy sẽ phải chia sẻ cùng các bạn khác nữa nha. Mình bây giờ sẽ lưu vào trong account của mình, lúc muốn xem lại thì ấn vào link của thầy, còn ấn vào link là thấy còn phải. Rồi ok các bạn ơi, thầy hướng dẫn các bạn về việc lấy link và lấy file nhé. Một đó là các bạn lấy file thì sẽ vào phần tập tin và chọn lưu về máy tính như thầy hướng dẫn rồi đúng không? Nếu như các bạn muốn xem lại các sản phẩm lập trình của các bạn sẽ chuyển về góc phải của màn hình ở cái chỗ mà tài khoản cá nhân của các bạn ấy, các bạn kích vào avatar của mình. Giao diện sẽ chuyển cho các bạn về cái phần gọi là phần dự án cá nhân. Ở trong phần dự án cá nhân này chúng ta có thể xem lại toàn bộ các dự án các bạn đã làm. Ok chưa? Đó, khi mà các bạn xem lại các dự án đã làm và các bạn click vào một cái dự án nào đó mà các bạn đã làm rồi, các bạn có thể copy cái đường link. Đường link này là đường link duy nhất các bạn nha. Copy cái đường link và sử dụng cái đường link này để gửi bài. Sử dụng cái đường link này để khoe với bạn bè ở trên Facebook, hoặc là sử dụng cái đường link này để gửi cho ba mẹ gửi cho tất cả các cái người anh chị em và bạn bè hàng xóm xem. Ok, ví dụ như là thầy thì thầy sẽ copy cái đường link này, thầy sẽ ví dụ thầy hay khoe với tất cả mọi người này, thầy sẽ làm như vậy đấy. Bạn nào có câu hỏi tiếp theo không nhỉ? Thầy ơi làm dự án theo nhóm được không thầy? Rồi thầy mời Nam hỏi.
Dạ, cái file gì mà S33 của trên đó mình làm xong mình tải xuống nó chạy đa nền tảng rồi các bạn. Chạy đa nền tảng được không? Hiện tại cái file FB3 này thì nó sẽ chỉ được đọc duy nhất ở một trong hai phần mềm, đó là phần mềm Scratch hoặc là phần mềm CodeKitten. Cho nên là với cái file FB3 các bạn chỉ cần có Scratch hoặc chỉ cần có CodeKitten là các bạn đọc được. Kể cả ở trên Mac OS các bạn cũng có thể chạy website CodeKitten.vn và các bạn import cái file đấy vào để các bạn đọc được file đó nhé. Thầy, thầy có làm một video về Q&A không thầy? Thầy có làm một video về Q&A không? Thầy cũng định sẽ tổng hợp lại các câu hỏi mà các bạn hoặc là các vấn đề mà các bạn thường là thắc mắc thì thầy cũng sẽ tổng hợp lại và thầy làm một cái video để cho các bạn tiện theo dõi hơn. Bởi vì thực ra là hôm nay thầy có cơ hội được like và làm việc với khoảng 900 bạn học sinh của Bình Dương, nhưng mà chắc chắn là số lượng thực tế thì nó còn lớn hơn như vậy rất là nhiều lần, cho nên là ví dụ 900 bạn xuống vào hỏi thầy mỗi bạn một câu thôi là thầy đã ngất rồi. Cho nên là và thầy tin rằng là các bạn sẽ gặp những cái vấn đề giống nhau và có cùng những cái thắc mắc giống nhau, do vậy là chắc chắn là thầy sẽ làm những cái video loại câu hỏi như vậy. Nếu như mà thầy muốn rút gọn thời gian trong video để đỡ tốn thời gian hơn, thầy phải lo tìm những cái câu hỏi nhiều like nhất, cái đó là được lắm thầy. Rồi ok, thầy cảm ơn Chí đã góp ý cho thầy nhé. Rồi thầy sẽ dành thời gian để giải đáp các cái vấn đề của bạn khác. Sao em bấm đi không được vậy thầy? Bấm đi, các bạn sẽ phải lập trình cho nó, và nếu như các bạn lập trình chính xác thì nó sẽ di chuyển chính xác về emote các bạn. Thầy ơi dùng iPad có được không ạ? Dùng iPad được nha Giang Huy, iPad đủ lớn, thầy nghĩ là iPad đủ lớn để các bạn có thể thao tác được ở trên cái phần mềm CodeKitten. Làm sao để nộp bài cho người khác thấy dự án của mình? Các bạn ơi thì để các bạn người khác thấy được dự án của các bạn có thể chia sẻ đường link giống như thầy vừa hướng dẫn cách lấy đường link nhé. Làm sao để bật mic? Phương Anh ơi thì hiện tại là Phương Anh đang xem trên cái kênh là kênh về livestream, do vậy là con sẽ không thể bật mic được. Thầy ơi mình có gửi đường link vào chat để các bạn chơi thử không thầy? Được nha. Còn nếu như mà con muốn con có thể gửi đường link vào chat để các bạn có thể xem thử sản phẩm của mình, hoặc là nếu như ở trường các bạn có một cái topic, có hội học sinh hay là có hội cha mẹ phụ huynh, các bạn cũng có thể chia sẻ những cái dự án đó để cho tất cả mọi người cùng xem cái idea của mình như thế nào, với cách triển khai của mình đã tốt hay chưa. Ok, hoặc là nếu như các bạn làm xong cũng có thể lên trên Facebook chia sẻ với thầy bằng cách là inbox cho thầy qua cái kênh fanpage thầy Hoàng Tiki nhé. Nếu như mà các bạn inbox thì thầy sẽ xem và thầy sẽ đóng góp cho các bạn xem là ta nên phát triển cái trò chơi này theo hướng như thế nào. Rồi các bạn ơi, các bạn coi hướng dẫn ở kênh này hả thầy Tiki Academy? Ở kênh Tiki Academy cũng có khá là nhiều những cái hướng dẫn đấy, thì các bạn có thể lên YouTube để xem cái ở trên kênh của Tiki Academy cũng được nhé. Rồi các bạn ơi, các bạn đã đăng ký hết ở trên form cô Hiệp gửi chưa? Rồi thầy. Được rồi. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Em có một câu hỏi bá đạo dành cho thầy. Rồi. Thầy có livestream trên NonoLive không thầy? Thầy không. Mỗi bạn sẽ được đặt tối đa 3 câu hỏi thôi. Nãy giờ chỉ hỏi thầy 4-5 câu rồi. Chỉ hỏi hết phần các bạn khác. Thầy, thầy. Ok, thầy nghe. Là có cái tình là nó cho mình cái tool lập trình và muốn mình lập trình cái riêng mà không cần dùng có cái tình có không thầy? Thầy chưa nghe rõ câu hỏi, có thể nêu lại được không? Là kiểu như có cái tình đó là nó xây dựng sẵn cho mình cái mình làm đó, muốn làm cái riêng mà không cần cái này luôn. Ok, để thầy giải đáp nha. Thứ nhất ấy, thì với cuộc thi của chúng ta hiện tại là cuộc thi sáng tạo lập trình CodeKitten, lập trình viên nhí. Do vậy là các cái bài thi hợp lệ sẽ là các bài thi sử dụng nền tảng CodeKitten. Thầy cũng rất là biết và welcome các cái sản phẩm mà các bạn sử dụng ngôn ngữ nền tảng khác.
và thầy biết luôn là các bạn có thể có những bạn rất là giỏi và sử dụng được những nền tảng lập trình bằng tech coding hay những nền tảng lập trình khác được. Tuy nhiên thì đây sẽ là sân chơi CodeKitten và những bài thi hợp lệ sẽ là những bài thi sử dụng một CodeKitten mà thôi. Được chưa? Còn nếu như mà các bạn có những cái tài năng ở các cái ngôn ngữ lập trình khác chẳng hạn, hoặc là các cái nền tảng lập trình khác hay nền tảng robot hay này kia, thì các bạn có thể có được những sân chơi khác. Và thầy tin là sắp tới đây thì Teki cùng với lại là rất là nhiều những cái đơn vị khác cũng sẽ tổ chức rất là những cuộc thi như vậy để cho các bạn cùng tham gia. Ok chưa? Các bạn ơi, các bạn đang xem live stream mới, có bạn Phan Minh đang chia sẻ cái sản phẩm của mình. Các bạn có thể click vào và chơi thử trò chơi của Phan Minh xem và để lại các cái nhận xét sau thầy cho bạn nhé. Ok các bạn ơi, vậy các bạn có còn câu hỏi nào để đặt cho thầy Hoàng nữa không? Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn. Nếu như mà không còn câu hỏi nào dành cho thầy Hoàng nữa thì thầy sẽ xin phép kết thúc. Cái xóa bản sao này là để làm gì thầy? Rồi ok, đây sẽ là câu hỏi cuối cùng của Chí nha. Thầy chỉ là thầy 5 câu hỏi rồi. Có phải chúng ta là con đang nhìn thấy một câu lệnh là xóa bản sao không? Xóa bản sao là một câu lệnh để xử lý các cái bản sao. Trong tính năng bản sao thì chúng ta có rất là nhiều cái câu lệnh khác nhau, bao gồm có thả bản sao khi bản sao. Rồi chị tắt mic đi. Trong phần bản sao chúng ta có rất là nhiều những câu lệnh như là tạo ra bản sao này, khi tôi bắt đầu làm một bản sao này, rồi là xóa những cái bản sao đấy. Thì với tính năng bản sao chúng ta có thể tạo ra các cái copy y hệt bản chính. Ở đây câu lệnh bản sao nó nằm ở trong phần sự kiện. Ở đâu? Ở trong phần này. Đây, với ba câu lệnh bản sao, các bạn có tưởng tượng là nó sẽ tạo ra các cái nhân bản của chính nhân vật đó xuất hiện. Tuy nhiên nó không phải là nhân vật mà nó lại là bản sao, và tất cả các bản sao sẽ được điều khiển chung với một phần coding giống hệt nhau. Thầy ơi, làm sao để quản lý được việc copy bài người khác? Thứ nhất nhá, thì rất là khó để copy được bài người khác, bởi vì ở trên CodeKitten sẽ không cho phép các bạn remix bài người khác đâu. Thế chỉ cho các bạn xem thôi, xem phần code thì thầy nghĩ rằng là không có một cái bài nào mà có thể copy y nguyên và lấy y hệt được, trừ khi các bạn gửi file SP3 cho người khác thì người ta mới có thể gọi là lấy được bài của các bạn mà thôi. Do vậy là sẽ, trừ khi là mình cho phép bạn ấy copy thì bạn mới có thể copy được. Cái thứ hai là tất cả sản phẩm các bạn nộp lên sẽ đều được Teki chấm, và những cái bài giống nhau của các bạn sẽ được lọc ra, và thầy sẽ dựa theo cái thời hạn nộp của các bạn để thầy biết được bài nào sẽ là bài đầu tiên submit trên hệ thống. Thầy sẽ tính rằng đó là bài gốc nếu như trong trường hợp bài của thầy 100% giống nhau nhé. Chu Hải Phúc hỏi là thầy ơi xong chưa thầy? Đã cảm ơn thầy. Rồi, vừa rồi là câu hỏi cuối cùng. Vừa rồi là rồi chí xong rồi đúng không? Vừa rồi là câu hỏi cuối cùng của bạn Nguyễn Hoàng Bảo Chí. Và chắc là thầy sẽ kết thúc cái buổi stream và hướng dẫn các bạn nhỏ ở Bình Dương vào ngay bây giờ. Thì nếu như các bạn còn những câu hỏi khác, hay là trong quá trình mà các bạn làm việc các bạn phát sinh ra những câu hỏi, thì inbox vào trên fanpage của Teki hoặc là vào các cái phần cái kênh của thầy viết ra sao thầy? Sao cơ? Cái kênh của thầy viết như thế nào ấy để con search trên YouTube? Con có thể search là Teki Academy nhé. Rồi, nếu như các bạn cần liên hệ và tìm đến Teki Academy, ban tổ chức các bạn có thể liên hệ
bằng ở chỗ phần này, gửi email cho cô Hiệp nhé, Miss Hiệp, thì cô Hiệp sẽ hướng dẫn và hỗ trợ các bạn. Các bạn hãy hạn chế gọi điện thoại nhé, vì thứ nhất là nếu như mà 900 bạn nhỏ ở đây mà đồng loạt gọi điện thoại cho cô Hiệp thì cô Hiệp sẽ hoảng sợ, cất xỉu và say sóng bỏ trốn. Cho nên là các bạn hạn chế gọi điện thoại, thì có việc gì gấp thật là gấp, ví dụ như là đến giờ thi rồi mà các bạn bị mất bài hay làm sao đó thì mới gọi cô Hiệp nha. Còn không thì có thể email hoặc là tìm ở trên các kênh Facebook hay là các kênh YouTube Học viện Teki để các bạn có thể inbox vào. Ok chưa? Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt ở trong cái buổi giao lưu của thầy Hoàng với lại các bạn nhỏ của Bình Dương ngày hôm nay. Rất là cảm ơn các bạn nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Rất định là chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong những lần sau. Bye bye, xin chào tất cả các bạn. Rồi, thầy chào Kim Nguyệt. Chào Kim, chào anh Thư. Chào Hưng, chào Nam. Có nhiều quan nhiều. Bye các bạn.